Vào cuối giờ chiều qua ngày 17 tháng 7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và các thành viên trong ban chỉ đạo. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương tập trung hơn các nguồn lực để phòng chống COVID-19 tại các khu công nghiệp, đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp không chấp hành quy định. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tăng cường thông tin tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm bắt việc thực hiện chỉ thị số 16. Các địa phương phải đánh giá mức độ nguy cơ hàng ngày để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai nghiêm túc chỉ thị số 16, đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động, linh hoạt trong thực hiện giãn cách sao cho thuận lợi và hiệu quả nhất. Đồng thời nhấn mạnh phải làm chặt chẽ ngay từ ban đầu để tránh việc bị động sau này. Về đảm bảo đời sống cho bà con khi thực hiện giãn cách, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý. Tôi thống nhất rất cao và tôi cũng đề nghị các đồng chí ở địa phương, các đồng chí phải quán triệt cái tinh thần đó là phải đảm bảo các cái điều kiện thiết yếu cho người dân ở các cái phường mà chúng ta thực hiện cái việc giãn cách theo chỉ thị 16 và đặc biệt là trong các khu cách ly không để cho người dân thiếu thốn những cái nhu yếu phẩm cơ bản. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức, đề nghị tập trung khoanh vùng và xét nghiệm tại các khu vực đông công nhân, xây dựng quy trình hai chiều tại các khu công nghiệp và khu dân cư có liên quan, đề nghị các sở ngành quận huyện rút kinh nghiệm phòng chống dịch tại các địa phương khác để có phương án biện pháp kiểm soát dịch hiệu quả hơn, đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị tăng cường thêm lực lượng tại các chốt kiểm dịch liên ngành, giao cho khu công nghiệp xây dựng quy trình xử lý các tình huống phát sinh các ca dương tính. Về tăng tốc xét nghiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh. Đối với lại y tế là khẩn trương chỉ đạo triển khai cái kế hoạch xét nghiệm, tăng cường lực lượng cho ba cái quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Thanh Khê, đề nghị các quận huyện hỗ trợ tối đa cho các cái trung tâm y tế, các cái bệnh viện quận huyện chuẩn bị đủ các cái điều kiện để mà cách ly F1 nếu chúng ta gia tăng người về từ vùng dịch, bà con từ thành phố Hồ Chí Minh về. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị các doanh nghiệp bố trí sắp xếp phù hợp cho công dân ở tỉnh Quảng Nam, thống nhất thí điểm cách ly tại nhà tại quận Ngũ Hành Sơn, thiết lập bệnh viện dã chiến tại khu ký túc xá phía Tây, đề nghị các địa phương vận động người dân vào cuộc chống dịch.